đội tuyển U19 Việt Nam nhập cuộc với vị thế của một đội bóng ứng cử viên cho chức vô địch và sự tự tin được các cầu thủ thể hiện ngay trong những phút thi đấu đầu tiên. Hoàn toàn làm chủ thế trận với khả năng kiểm soát bóng rất tốt của Tuấn Anh cùng bộ đôi Văn Toàn và Công Phượng, ưu thế của đội tuyển U19 Việt Nam được thể hiện bằng vô số những pha bóng nguy hiểm. Sự lấn lướt của các cầu thủ Việt Nam khiến đối phương gần như chỉ còn biết tìm cách phá bóng thật xa khung thành. Cuối cùng, sự chờ đợi của khán giả cũng được đền đáp khi hiệp 1 của trận đấu chưa kịp đi qua một nửa. Hồ Tuấn Tài là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong hành trình tại Brunei của đội tuyển. Bàn thắng khiến cho U21 Singapore gần như hoàn toàn suy sụp và chấp nhận để các cầu thủ U19 Việt Nam tha hồ thể hiện phẩm chất kỹ thuật của mình. Trận đấu khép lại với thêm 3 bàn thắng nữa được ghi do công của Tuấn Tài, Công Phượng và Văn Toàn. Thắng chung cuộc 4-0 trước U21 của Singapore, U19 Việt Nam mở màn giải đấu một cách thành công.